lục bình, nguyên liệu sẵn có và thân thiện với môi trường. Sự khéo léo, sáng tạo, cho ra nhiều sản phẩm đẹp. Để có nguồn nguyên liệu dồi dào xuyên suốt, chị Trần Thị Ngọc Nhi, chủ cơ sở Mỹ Nghệ Sen Diệt ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thu mua lục bình từ bà con nông dân địa phương. Một sản phẩm đang bằng lục bình được tạo ra vô cùng kỳ công. Lục bình tươi phải chọn những cọng có đủ độ dài đem về phơi khô. Sợi lục bình phải dàn đều và không bị đốm đen để cho ra sản phẩm đẹp mắt. Công đoạn đan sợi là quan trọng nhất để tạo hình cho sản phẩm. Thoạt nhìn thì tôi không nghĩ đây lại là túi xách được làm hoàn toàn từ sợi lục bình. Với cái sự sáng tạo khéo léo thì người thợ đã cho ra rất là nhiều mẫu túi xách thời trang đẹp mắt và tinh xảo như thế này. Nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, cô gái 9X luôn tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các xu hướng thời trang mới để từ đó cho ra những mẫu túi thiết kế đổi mới liên tục. Cửa hàng mình ở đây là cái sản phẩm nó đa dạng như thế nào hả Nhi? Cái showroom trưng bày này thì mình có trên 1.000 mẫu mã các loại, thì bao gồm nhiều các kiểu đan của lục bình như là đan xương cá, đan hạt gạo, đan hoa thị và cái nhiều kiểu đan phối với nhau. Đối với túi xách thì mình có thể trang trí làm tạo điểm nhấn cho túi, cho nó sinh động, nó đẹp hơn. Giá thị trường thì nó như thế nào hả Nhi? Giá tầm khoảng từ 200.000 đến 500.000 đồng trên túi. Những cái túi như thế này thì cái độ bền của nó được lâu không hả Nhi? Túi hiện tại giờ có độ bền từ 2 đến 3 năm và tùy theo cái người sử dụng. Không chỉ nêu bật giá trị của lục bình, nguồn tài nguyên bản địa ở miền Tây mang hơi thở thiên nhiên, những chiếc túi xách thời trang còn là sản phẩm du lịch đặc trưng ở Đồng Tháp. Hiện các sản phẩm độc đáo từ lục bình này đã có mặt ở các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Australia, Canada, Nhật Bản. Thông thường, những chiếc túi thời trang từ lục bình được xử lý qua 3 bước gồm chống mốc, chống thấm, chống ẩm. Đồng thời bên ngoài túi được phủ lớp keo an toàn trong suốt để bảo vệ bề mặt, tăng độ cứng, độ bền cho sản phẩm mà vẫn giữ được màu sắc tự nhiên. Khi mà mình sử dụng xong á thì mình bảo quản, mình bỏ vô bọc ni lông kín, hoặc là khi mà mình sử dụng mà nếu mà có dính nước ướt thì mình chịu khó mình phơi nắng nhẹ lại để cho cái túi mình nó có giữ nguyên được cái màu sắc tự nhiên. Trong quá trình sử dụng mà nếu mà có dính dơ bụi bẩn thì mình có thể dùng cọ hoặc là khăn lau để mình lau sơ cái lớp bụi đó, tránh để những cái nơi mà có độ ẩm cao dễ ẩm mốc. Với đặc tính dẻo dai, không độc hại và khi sử dụng một thời gian khi bỏ ra môi trường bên ngoài là nguyên liệu tự hủy thành chất hữu cơ có lợi cho cây trồng, sản phẩm thời trang từ lục bình đang rất được ưa chuộng.